Sáng giờ mình cũng đi thăm bà con xung quanh ở đây bị thiệt hại. Thì bây giờ mới có được cái sóng 4G để mà like. Đây, cái cảnh cái hàng bạch đàn bị nè. Cây nè. Cây bạch đàn cũng bị người ta nó dặn nè. Tụ điện gãy, dây điện hầm thông. Khu này hiện tại là vài ngôi nhà thôi mà bà con đã mất tiêu trơn rồi. Nên là không có biết được là như thế nào. Bà con đâu nó cây cổ thụ, cây to nhưng mà nó tróc gốc luôn nè. Đó, nghe tiếng đó không? Tiếng đó tiếng cắt cây đó. Đây điện. Đây mấy cái nhà này bây giờ đi bắt đầu mất tiêu hết trơn rồi. Hay là người ta chịu không nổi thì sao nữa. Bây giờ mình vô được biết có một chị ở trong đây. Nhà nó rất là chào hải. Nhà thiệt hại nặng nên là vô thăm. Nhưng mà chị đã mất tiêu rồi, đang nhờ người kiếm chị để hỗ trợ cho chị. Đây là những cái miếng ngói, miếng to anh chứ lộn, nó bay bể nát hết rồi, nhà trống hoàn toàn. Chào bố Nguyễn, ở đây là ở Quảng Ngãi, đi hồi sáng giờ là loạn luôn, bây giờ không biết là đang ở chỗ nào luôn á, chỉ biết là ở Quảng Ngãi thôi. Nhà của chị đây, chị chắc bà khóc. Bữa anh có anh kia vô, chị khóc quá trời luôn, mà giờ chắc chị đi nhà ra nhà em ở rồi. Mấy nhà luôn, nhà kế bên nè, nhà này cũng vậy, cũng đi mất tiêu rồi. Để vô đây coi nè. Đây, tên nó xuống nhẹ trơn rồi. Đó là mấy cái bộ lúa người ta ấy. Chỉ có hai cái thùng là có lúa thôi, thùng này không có lúa. Bàn thờ lên trên đây. Mình đi từ trước lên sau nha. Bây giờ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không thể nào mà dọn được cái này. Đã có người hỗ trợ. Nhà có cái gì đâu. Có chiếc chiếu, ngủ cũng ướt luôn rồi. Có cái gối. Xong, xuống này son nồi chén bát cũng có mấy cái thôi. Nó tan hoang hết rồi. Mới có mấy ngày thôi mà mình tưởng tượng như nhà này nó lâu lắm chưa phải ở gì đó. Nấu bếp củi luôn chứ không được bếp ga nữa nha bà con. Bếp củi nè. Úc Phụng chào Úc Phụng, hello. Sáng giờ đi nhiều trường hợp nhà lắm mà bây giờ mình không có sống để like. Mới thăm một cái nhà cái anh kia 37 tuổi mà ảnh trúc còn xương thôi à. Không có ấy được, không có bệnh rồi, vợ có hai đứa con nhỏ mà bệnh cũng sắp đi rồi. Xung quanh nhà cây cũng hoang tàn, bay ngón nó bay như thế này, tôn nó bay như thế này. Cây hổ gãy luôn. Mình nhìn xung quanh coi. Anh chưa về nữa Tiên ơi, bây giờ cũng đi thăm, dự kiến tối nay về nhưng mà không biết có được về hay không nữa nè. Giờ chưa biết về làm sao, xe cộ về làm sao nữa. Bà chị đang đi kiếm bà chị về nó xung quanh nữa nè. Đó, rồi giờ mình sẽ đi tìm bà chị để mà hỗ trợ cho chị nha. Cây cối quá hoang tàn lắm mọi người ơi. Chúng ta giúp đỡ bà con miền Trung đi. Để hỏi lại cái huyện nào, Đỗ Duy Quang. Ở nhà trống lỏng, trống vơ, trống quắt rồi. Thôi để mình đi vào đây mình. Ủa chú là anh của anh ruột. Nhưng mà của tôi thì nó hơi trùng bò trùng trâu thôi kế đó mình tạm dạ. mình ấy. Còn giống mấy người của. Nhà này ở chị đâu rồi cái đi làm đâu rồi. Ủa đi làm ở đâu? Ấy là kêu mấy người nấu kêu cũng đi lòm mà lòm kiếm tiền đó. Ở đây nhà không ủa sao không sửa kêu sửa nhà lại chứ giờ cổ ở đâu nếu mà nhà chứ bây giờ cái đó, mấy nhà đã ở rồi giờ lúa đây nằm chắc nữ là chủ yếu bây giờ để đợi nén kiếm tiền là mới lợp rồi. Cổ có số điện thoại không chú? Không không muốn xài điện thoại nữa. Ủa là có con cái gì không? Có một cái thằng kiểu như thiếp thi tẻ. Tại vì chú ơi, Nguyễn Thị Dựa đó chồng mà hồi đó thì chết lâu rồi. Rồi giờ phải đi làm cái gì chú? Ấy nấu kêu làm dọn dẹp gì lẹ mẹ cũng dọn dẹp đi. Tức là đi dọn dẹp nhà cho người ta hả? Kiếm tiền đó hả? Rồi còn nhà mình thì bỏ gì chưa dọn không dọn được. Chứ bài làm sao mà bây giờ cũng phải đi dọn dẹp thấy rồi bữa nấu thôi bây giờ cũng phải đi, phải đi kiếm tiền thôi. Có tiền rồi đi ở nhờ nhà người khác hả? Làm sao không chú? Có số điện thoại là bỏ ta
Nội nhỏ đi gió không mà lấy nhà kia gió không rồi đấy. Qua nhà đây thì cái cô kia nó cũng đi đâu rồi. Nhưng mà chú không có nhà. Tôi là bé thấy. Bé nó đây là cảnh xung quanh nha bà con. Thì là mình từ hồi giờ chú phải không chú? Từ hồi giờ chưa thấy con bảo nó mà chưa thấy kinh khủng. Mà mấy cái nóc nhà xung quanh đây nó có bị ảnh hưởng nhiều không chú? Chỉ có đây là nặng nhất. Cái đây là ba nhà, còn cái nhà nào thì chuồng trâu, chuồng bò gì cũng ba hết chứ. Ba về đi nấu. Như... À. Cây nó đủ kìa. Cái trụ điện kia con gãy mà. Ở đây nó trúng ngọn gió thôi á. Cái đây nó bữa ba tăng lên cái trụ điện nó mới trông mà cũng gãy bưng luôn chứ. Hồi sáng con đi cái nhà nó cũng tan nát cái vậy nè. Nó tan, nó tan thành hết trơn à. Ủa rồi đi về đi. Cái hình thơ kia là chồng của cô phải không? Không phải là ông già đó. Dạ. Rồi vậy là con của cổ ra giờ đang ở đâu? Nó đi cà la cà bắc gì đâu đó, thèm nó thiếu tí tệ mà kiếm như... Dạ. Vậy giờ có cách nào để gặp cổ không chú? Đi lò mà cũng đi, chú không biết gặp đâu. Vậy nơi gần cô này gần nhà anh đúng không anh Trung? Ừ. Vậy thôi chắc là mình anh nhờ anh hỗ trợ sao nha. Ừ. Nhờ anh hỗ trợ cho cô sao. Nên con cảm ơn chú. Con sẽ nhờ chỗ anh Trung này để kết nối hỗ trợ cho cổ sao. Thì bây giờ tụi con sẽ đi tham quan những đi hỗ trợ những nhà khác. Cảm ơn là mấy gần là cũng mấy người. Dạ. Cũng nó kiểu gì nó cũng khổ đó. Dạ, nói chung dạ. là như vậy. À, vậy thôi chào chú tụi con về. À, phải dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Con lên sao? Cháu lên dạ. Cháu sẽ lên hỗ trợ dạ, sao? Cảm ơn. Con đi dạ. Chú. Dạ. Rồi, chào chú con về. Giờ là đi mua tôn là bây giờ để hình dung ra cái bão nó qua như thế nào là mình nhìn lại cảnh nhà của cô một lần nữa nha bà con. Đây những cái cây bạch đằng, cây tre là một cây cỡ nào mà nó cũng bị nè. Hồi sáng giờ mình đi nhiều nhà lắm rồi nhưng mà có nhà cũng có thể là có nhà là nặng hơn nhà này nhưng mà kiếm 3G 4G đang like cho mọi người thấy chia sẻ mà không được. Nên là bây giờ hiện tại quan ở đây rất là cần sự quan tâm chia sẻ của tất cả mọi người để mà giúp đỡ bà con ngoài đây chỉ hỗ trợ mua tôn thôi, mua tôn là để lập lại cái nhà cho bà con che chắn ở. Một số nhà giờ là chưa lập lại được luôn nữa, khổ vậy đó. Những nhà này nè, nhà cô đây là bây giờ là hả phải đi làm dọn dẹp nhà cửa cho người ta đi kiếm tiền về sửa nhà cho mình, bỏ nhà luôn rồi phải đi ở đầu của nhà mấy ông anh hàng xóm thôi. Khổ vậy đó, tức gì đâu luôn á, khổ gì mà khổ dữ vậy trời. Rồi thôi ha, xin phép tạm biệt bà con, để tôi em đi hỗ trợ những nhà khác. Dạ, xin chào tạm biệt. Mình ở đây là ở huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa Điền á. Xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, hồi nãy các bạn nào hỏi đó, Đỗ Duy Quang, Tư Nghĩa, Nghĩa Điền. Rồi chào hết nha, em chào tạm biệt anh Trương, chào tạm biệt cả nhà đang theo dõi em. Mong rằng là mình hỗ trợ cho bà con này bằng cách này cách khác, ví dụ mình vận động mình gửi cho hội nhóm nào cũng được, không có nhất định là phải hỗ đưa gửi cho em, tại vì thực sự đó là một tay giỏ không có kêu nhưng mà nhiều người góp lại đây chắc như vậy rồi nha. Cái cột điện mà nó gãy rồi mình cỡ nào. Tạm biệt.